bắt đầu cái quả thiên thạch nó sẽ không trụ được, nó sẽ rơi xuống. Rơi xuống rồi là nó sinh ra cái cục di sơn đảo hải. Mà chị cho Phú với các bạn biết là cái thời điểm đó là Sấm Trận Trình cho biết là 10 phần hết 7 còn 3. Là trong kinh chị dịch cho biết là lúc đó là cái đại nạn của nhân loại nó không khắc phục được, mà 10 phần là chết hết 7 luôn nha. Nó sinh ra cục di sơn đảo hải mà. Là trong kinh mẹ cho biết là núi kia thành biển lớn, núi mà lún xuống thành biển, mà biển trồi lên thành biển thì trồi lên thành núi, mà núi sụp xuống thành biển, là nó sinh ra cục di sơn đảo hải, là cái quả thiên thạch rơi xuống. Mà nếu như mà mẹ cho biết, nếu như mà các cái ông bộ cấp cao nha, ổng không rải hạt nhân, đàm phán được Putin với lại ông Moderna mà đàm phán được rồi, không rải hạt nhân đúng không, thì mẹ cho biết cái quả thiên thạch đó nó sẽ rơi xuống biển, là coi như thế giới an toàn. Rồi cái thứ hai, gõ được cái đặc tâm hiệp, là hai cái đó là mẹ cho biết thế giới an toàn, vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Còn qua sang năm á, là dịch tới là mẹ cảnh báo cho nhân loại biết, ai mà không tu là mang bệnh dịch là sẽ chết. Mà mẹ cho biết trận này chết mới hung, mưa tẩy trần. Những gì mà Phật Thầy nói á, Phật Thầy Tây An nói là bắt đầu nó sẽ ứng nghiệm, có như vậy, là bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em kính chào chị Long Nữ nha. Dạ, chị chào cháu Phú, chào khán giả bà con xem chương trình trong nước và ngoài nước ủng hộ cho Long Nữ. Dạ. Dạ. À, thì thưa chị, hôm nay cũng đủ nhân duyên trở về đây là nơi giếng nước Phật Chùm. Đây là ngôi thờ là của mẹ Duy Trì Phật Mẫu. Dạ. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và năm mẹ Ngũ Hành. Dạ. Thì hôm nay cũng có nhân duyên gặp chị đó. Yeah. Chị có thể chia sẻ cùng em đó, trong cái lúc mà chị hành đạo, chị tu á, thì chị có cầu nguyện gì đó cho gia đình mình không? Hay là gia đình của mình đó, khi mà mình có người thân mà mất đó, thì có khi nào mình được gặp người thân đó và mình khuyên người đó tu hay như thế nào không chị? Có, là có lần đó là hồi đó ba chị mất xong rồi, chị muốn biết ba chị ở dưới cái trong cái thời điểm mà ba chị mất đó, chị muốn biết ba chị bây giờ sao cần cái gì á. Dạ. Cho nên chị hỏi ba chị cầu trong lòng gì đó, chị hỏi ba mua thích cái gì hay là ba có sao không, ba nói con biết á. Tự nhiên. Dạ. Cái túi chị nằm mơ chị thấy chị đi xuống ở đâu mà giống như địa ngục vậy đó, có mấy cái nhà mà nó giống như nó có mấy cái cổng cửa mà phải đi qua đó mới vô được, mới gặp ba chị đó, giống như địa ngục vậy đó. Nhưng mà chị gặp cái cảnh đó rồi ba chị có nói gì không chị? Chị không thấy gì hết, chị thấy ba chị là coi như là ở trong đó, xong rồi có một chị không có tả được luôn á, mà ba chị là những cái người mà mẹ cho biết, những cái người mà họ có công cách mạng á, là họ bộ đội, là những cái người đó là họ quy tiên, là họ ít có tội lắm, họ sẽ đi về Tây Phương Cực Lạc rất là sớm. Sau này ba chị đi về Tây Phương Cực Lạc rồi, ba chị nói với mẹ chị là ba chị đi sang Tây Phương rồi. Yeah. Là ba chị đã lên thiên đàng rồi đó. Yeah. Không có bị xuống địa ngục nữa vậy đó hả chị? Là lúc đó chị gặp ba chị, là lúc đó là chị thấy chị đi xuống đâu mà nó giống như địa ngục vậy đó. Yeah. Nó có từng cái cổng không rồi chị mới đi vô được đó, là chị mới thấy được ba chị á. Chị không có thấy cái cảnh mà giống như người ta nói đầu trâu mặt người, chị không có thấy. Không thấy ha. Nhưng mà chị biết đó là cảnh, đó là cảnh địa ngục thôi, không? Cảnh giới địa ngục. Nó như thế nào à chị? Nó không thể diễn tả được á, nó có cổng có cửa rồi mình đi vô, rồi mình phải đi qua cửa rồi mình mới vô được từng cổng vậy đó, mình thấy vậy đó. Với lại có một lần vậy nè, có cái lần này chị nằm mơ chị thấy địa ngục nè nha. Tự nhiên chị thấy là cái lúc đó là chị là bay ở trên, còn người ta là đi vô trong cái địa ngục, mà chị thấy cái này là rõ ràng luôn nè, hình thù địa ngục nha. Yeah. Nó có một cái giòm giống như là một cái ụ mà bự, giống như cái hồi xưa mà người ta làm cái lò mà người ta đốt than gì đó. Yeah. cái địa ngục là nó có một cái hầm gì đó, xong có một cái lỗ, xong những người nào mà có tội nha là tới đó là rớt xuống cái lỗ đó đó. Chị rõ ràng chị thấy vậy đó, mà chị biết đó là địa ngục luôn. Cái xong rồi cái ai mà có tội là, mà chị thấy người ta đi nhiều lắm, còn chị thì bay trên trời. Xong rồi tới đó chị đứng ở trên đó, chị ngồi ở trên đó, xong rồi chị không có bị rớt xuống dưới cái hầm đó, còn chị thấy người ta rớt dưới đó quá chừng luôn.
mà yeah. mà chị biết đó là cái hầm địa ngục đó. Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn chị. Thì thưa chị, trong những ngày qua đó thì có rất là nhiều bà con cũng chia sẻ với em rằng á là có người á thì do sát sanh, rồi có người á thì gặp những cái cảnh mà nạn ấp kéo tới đó thì người ta mới biết về nhân quả. Thì theo mà chị cảm nhận được đó, có nhân quả hay không? Có. Hôm nay cũng nhờ chị có nhân quả. Là trong kinh dịch là mẹ cho biết á, nếu như là mà ở trên cái cõi trần gian này mình làm cái gì ha, thì mình chết xuống mình sẽ trả y như vậy, tương đương cái tội mình làm. Giống như là mình cắt cổ con gà con vịt gì đó, hoặc là mình sát sinh thì mình sẽ trả lại y cái nghiệp vậy. Thì kiếp sau mình xuống mình chết rồi là mình sẽ làm đầu thai làm những con vật đó cho người ta ăn thịt lại mình. Là cái hồn mình nhảy nhập vô trong những cái con động vật đó, mình chuyển kiếp mình trả nghiệp, trả chừng nào xong thôi vậy đó. Rồi mình mới được mình sám hối nữa. Rồi mẹ cho biết là sám hối nha, người âm vẫn nói chuyện bình thường, biết sám hối xong rồi là mẹ tẩy đi cái bóng đen thì mới làm tiên rồi mới bay về trời được. Đó, trong kinh dịch chị cho biết rất là rõ. Tại vì cái năm mà 17 tuổi nha, là chị thấy một bóng ma luôn, rõ ràng luôn, một bóng ma nói chuyện đàng hoàng luôn. Cho nên là chị được biết là chết, mẹ trong kinh dịch cho biết là mẹ nói chết không bao giờ hết, mà có lúc mà họ khổ quá, họ bị hành hình á, nhục hình á, là họ sẽ sám hối. Sám hối là mẹ xót thương, mẹ thương xong rồi cái mẹ tha tội, xong mẹ tẩy cái bóng đen đi, bóng ma đi, là xong rồi là được siêu thoát, là mà làm tiên là bay về trời. Là cái lúc đó là cái hồn người nó trắng á, là được bay về trời là mới thoát tội nha. Xong rồi đi chuyển kiếp xuống lại làm người. Xong rồi mẹ cũng cho biết cái khi mà họ chuyển kiếp vô, họ làm người, họ vô trong bụng mẹ đó, cái họ đầu thai trở lại, là mẹ cho biết là họ quên hết tất cả những cái tiền kiếp của họ, họ không có nhớ nữa. Rồi họ lại gieo nghiệp tiếp đó. Cho nên chuyến này mẹ cho biết á, là phải tu mới được. Mà mẹ cho biết một cái á, là phải hiểu về cái quy luật vũ trụ á, là làm lành đánh dữ, là biết cầu mẹ Phật mẫu, là mẹ trời cao đất rộng á, là mẹ thiên nhiên. Là mẹ cho biết nếu mà ai mà biết mà cầu rồi á, là mẹ nói là tội chuyến này là mẹ xóa hết tội luôn. Ta biết vậy á. Xóa hết tội mà lại được thoát qua cái cuộc tẩy trần, không dịch không bệnh, không có mang bệnh tới. Theo mà theo mà chị suy nghĩ đó, Đức thầy có phải là một vị Phật không chị? Đức thầy Phật Thầy Trang là một vị Phật á, Phật thầy Tây An á, là chuyển Đức thầy chuyển, Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đức Huỳnh Giáo Chủ thì chị chưa có tìm ra, mà chị tìm ra là Phật thầy Tây An tái sinh ra ông sư vải bán khoai. Rồi ông sư vải bán khoai. Bây giờ tới. Lạ gì? Mọi người không tưởng tượng nổi đâu. Tại vì á là chị biết không, trong những lời mà tiên tri của Đức Phật thầy Tây An đó, chừng nào gốc một năm trời ta dương sắc lệnh tái hồi trần gian thì thầy nói thầy sẽ trở lại, mà đúng mà thầy sẽ trở lại rồi đó. Tới năm 1939 đó, thầy chuyển mấy kiếp rồi, thì cái lúc đó đó là Đức thầy ra khai đài mở đạo đó. Thì lúc ấy đó là cái gốc cây dầu mà ở bên chùa Tây An cổ tự đó đâm chồi lên. Cho nên đó là Đức thầy ra nhận sắc lệnh đó. Cho nên viết ra những quyển sấm giảng. Đó mới có ngày hôm nay, thì có rất là nhiều tín đồ. Mấy chục triệu tín đồ trở về làng Hòa Hảo vào ngày 18 tháng 5. Thì để nhớ lại kỷ niệm của thầy đó. Thì hôm nay sẵn đây cũng chia sẻ đến với chị đó. Những sấm Phật thầy nói là bắt đầu sẽ ứng nghiệm nha. Phật thầy nói là sau này là coi như là nó có một cái cuộc mà di sơn đảo hải á, mà nước thì dân ngập đầu á, là cái chuyện đó có. Thì trong sấm kinh chị cho biết nếu như á, mà không có ngăn được cái hạt nhân của thế giới nha, hạt nhân của Putin á, rồi thế giới mà coi như mà bung hạt nhân rồi á, là mẹ thiên nhiên cho biết á, là cái thời tiết nó sẽ trở về cái thời kỳ mà nó lạnh á, không độ C, là bắt đầu cái quả thiên thạch nó sẽ không trụ được, nó sẽ rơi xuống rồi là nó sinh ra cái cục di sơn đảo hải. Mà chị cho phú các bạn biết là cái thời điểm đó là sấm trận trình cho biết là 10 phần hết 7 còn 3,
là trong kinh chị dịch cho biết là lúc đó là cái đại nạn của nhân loại là không khắc phục được, mà 10 phần là chết hết 7 luôn nha. Nó sinh ra cuộc di sơn đảo hải mà, là trong kinh mẹ cho biết là núi kia thành biển lớn, núi mà lún xuống thành biển, mà biển trồi lên thành thành biển thì trồi lên thành núi, mà núi sụp xuống thành biển, là nó sinh ra cuộc di sơn đảo hải, là cái quả thiên thạch rơi xuống. Mà nếu như mà mẹ cho biết, nếu như mà các cái ông bộ cấp cao nha, ông không rải hạt nhân, đàm phán được Putin với lại ông Moderna mà đàm phán được rồi, không rải hạt nhân đúng không, thì mẹ cho biết cái quả thiên thạch đó nó sẽ rơi xuống biển, là coi như thế giới an toàn. Rồi cái thứ hai, gõ được cái đặc tâm hiệp, là hai cái đó là mẹ cho biết thế giới an toàn, vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Còn qua sang năm á, là dịch tới là mẹ cảnh báo cho nhân loại biết, ai mà không tu là mang bệnh dịch là sẽ chết. Mà mẹ cho biết trận này chết mới hung, mưa tẩy trần. Những gì mà Phật Thầy nói, Phật Thầy Tây An nói là bắt đầu nó sẽ ứng nghiệm, có như vậy, là bắt đầu qua sang năm. Mà chuẩn bị Tổng thống Trump sẽ đắc cử. Tổng thống Trump đắc cử xong rồi, Tổng thống Trump sẽ đứng ra lãnh đạo thế giới. Rồi ngày mà nói mà các nước họ nghe á, là coi như là thế giới bình yên. Dạ, cảm ơn chị. Thì thưa chị, trong những cái kinh dịch của chị đó, thì chị có thể chia sẻ đó, là khi mà chị nhận được những cái thơ pháp đó, kinh sách đó, khi mà chị ghi ra đó, chị có nghe được cái gì không? Hay là có người nào mà đọc kinh ra cho chị dịch, chị viết ra như thế nào mà chị viết ra rất là nhiều lời giống như lời tiên tri tựa tựa như vậy? Là những lúc mà cái lúc thời điểm mà dịch Covid tới đó, xong rồi chị cầu mẹ là chị thấy được mẹ đâu đó. Là mẹ cũng cho biết là cái lúc đó là mình cảm nhận mình có một cái giác quan. Giác quan là mẹ cho biết là giác quan thứ 6, mình cảm nhận được là cái lúc đó mẹ độ cho mình, là mẹ chỉ cho mình biết là kinh thơ ở đâu, rồi mình mẹ chỉ cho mình dịch, mình viết là nó ẩn trong hết cái vận mệnh của thế giới, là những cái thiên cơ nó ẩn hết trong các những cái bài hát mà mẹ đã sắp đặt sẵn. Rồi mẹ cũng hướng cho mình biết là coi như là trong cái tâm thức mẹ cho mình biết là mình lấy đó ra mình dịch thì mình sẽ hiểu được cái vận mệnh thế giới. Bài hát hả chị? Dạ, những các cái bài hát. Bài hát đó là chị nghe trong những cái bài là đọc cái bài hát là chị dịch là nằm nghe sóng vỗ nè, điển tình đó, bài hát điển tình đó. Thì cái bài đó là mẹ cho biết là nằm đâu mà nằm đâu không giác ngộ, thì ơi này các nước ơi, sóng thần còn núi lửa, là mẹ cho biết sắp tới đây nếu như á mà ông Ukraine mà ông không chịu đàm phán với Putin đúng không, thì ông Putin cuối cùng ông sẽ rải hạt nhân, mà rải hạt nhân là các nước cùng nhau bung. Thì mẹ cho biết cái thiên thạch nó rơi xuống á, là nó gây ra một cái núi lửa phun trào hoạt động ngày đêm, mà nó rất là lâu, để mà thiêu đốt những cái hóa chất mà bom hạt nhân thả xuống, là coi như là cái thời điểm đó là coi như là cái quả địa cầu này con người là 10 phần là chết hết tới 7 phần rồi đó. Khổ ha. Là cái đại nạn của nhân loại mà mẹ nói không thể khắc phục á. Mà cái con người mà nó đã nhiễm vào cái chất độc hạt nhân rồi, là mẹ nói là cái cuộc đời á, nó vô tâm thức á, nó không có cảm nhận được cái gì hết trơn á. Mà cái tuổi thọ nó rất là ngắn, nó nhiễm bệnh ung thư rồi sẽ chết, chết dần thôi, là coi như bị hủy diệt á. Là mẹ cho biết là cái thẩm nó không có thể phục hồi. Vậy thì khi mà chị cảm nhận được điều đó đó, là từ năm nào chị? Thì từ cái khi mà dịch Covid là chị cầu mẹ xong, chị thấy mẹ là cách đây, là từ đó tới đây là tháng 8 vừa rồi đó, là đúng 3 năm. Là 3 năm. Rồi. Mà cái thời điểm mà chị bung kinh ra là 2 năm mấy. 2 năm mấy là mẹ mới cho chị lộ diện để mà phát kinh ra, rồi đọc truyền cho mọi người biết. Biết để mọi người làm gì, để mọi người biết cái quy luật vũ trụ của mẹ thiên nhiên á. Thì mẹ cho biết là chỉ có làm lành lánh dữ thì mới cứu được mình thôi. Vậy là bây giờ bà con phải lo tu với nhau. Dạ, lo tu. Làm lành lánh dữ ha. Cũng giống như cái chuyện của thầy sư Minh Tuệ vậy đó. Mẹ nói trên cao mẹ rất là buồn. Mẹ nói là chúng sinh á, thì con một nhà, một tay mẹ sinh nở ra, mà cái niệm gì mà cứ gây nhau, mẹ nói mẹ rất là buồn. Mẹ nói là nhẹ nhàng nói nhau nghe, đừng có gây nữa, mà nghiệp ai làm là người đó sẽ gánh sẽ chịu. Mẹ cho biết vậy đó. Cho nên là mẹ nói là phải học theo thầy sư Minh Tuệ vậy mà tu.
mẹ nói vậy á, tại vì xin thầy Sư Minh Tuệ vậy để cho mọi người biết nhìn cho đó, để mà tu giống như thầy vậy đó thì mới được cứu. Cứu trong bằng 39 tốt. Mà chị thấy bây giờ nhiều người tu giống thầy Sư Minh Tuệ lắm, nhiều người họ đắc đạo, họ thành Phật lắm, nhưng mà họ ẩn, họ chưa có lộ á, họ ở nhà họ tu thiền á. Cũng có nữa ha. Có nhiều lắm. Dạ. Nhiều người tu tại gia, cũng có nhiều người đắc đạo lắm chứ phải riêng mình thầy Sư Minh Tuệ đâu. Dạ. Cũng rất là đặc biệt nha quý vị. Dạ. Vậy thì chị nghe mẹ nói. Dạ. Nghe trong thần thức hay là nghe trong thiền định hay nghe như thế nào chị? Thì trong giấc ngủ á, trong giấc ngủ á. Có những khi mà mấy năm về trước là trong giấc ngủ là khi mà chị thấy mẹ là nó hay lắm, khi cái hồn mình với lại cái hồn, cái khi mà mình thấy mẹ rồi là mẹ nhìn mình nhìn mẹ thôi là mình hiểu được mẹ nói cái gì với mình biết được mẹ nói cái gì với mẹ, là mẹ nhìn mình là mẹ hiểu, là mình sẽ biết được mẹ nói cái gì với mình là mình hiểu, nói vậy đó. Dạ. Trong cái tâm thức mình cảm nhận được á. Bây giờ chị còn thấy nữa không? Bây giờ thì hay nằm mơ. Dạ. Hay nằm mơ thì chị nghĩ trong những cái giấc mơ đó là chị sẽ thấy những cái gì trong tiền kiếp trước của mình á. Dạ. Thì mình hay mơ, mình hay nhớ lại những cái tiền kiếp của mình trong giấc ngủ á. Rồi khi mà chị nhận được cái những lời nói của mẹ về mẹ buồn Sư Minh Tuệ đó. Buồn, mẹ buồn. Thì cái đó là chị mơ hay là chị thấy mẹ vậy? Cái đó là chị dịch trong kinh, trong thiên cơ á. Mỗi lần mà chị dịch kinh là giống như mỗi lần chị nói chuyện với mẹ. Vậy hả? Mà bây giờ còn thấy hình tướng không chị? Hình tướng là trong giấc ngủ thì trong cái tâm thức này mình biết lúc mình thấy mẹ là coi như là mình biết mẹ muốn nói gì với mình, tự nhiên mình nhìn mẹ là mình hiểu. Yeah. Đó, rồi mẹ nhìn mình là mẹ cũng biết là mình hiểu được mẹ nói gì với mình. Yeah. Còn thấy thực sự bên ngoài là thấy luôn. Thấy thực sự bên ngoài là chị thấy mẹ là coi như là vừa rồi chị ở trong chùa xong rồi chị đứng chị nhìn, chị điện thoại nhìn lên bầu trời, chị thấy mẹ hiện một chiếc thuyền đó. Yeah. Chị thấy. Lạ rồi, rồi một lần mà Covid nổi lên đó. Rồi xong rồi là chị cũng thấy mẹ, rồi một lần mà chị còn nhỏ đó, chị thấy mẹ một đằng tiên đó. Dạ. Là thấy thực tế bên ngoài luôn, bằng mắt thường luôn á, ban ngày luôn á. Mà không phải riêng một mình chị thấy đâu. Dạ. Các bạn kia thấy, xong rồi các bạn chụp hình đưa qua cho chị nữa. Dạ. Mà chị thấy đó chị. Thấy một luồng điện gì nè, một luồng điện sáng gì nè. Dạ. Rồi thấy đầu, thấy mẹ hiện đầu rồng luôn. Dạ. Rồi xong rồi chị thấy mẹ hiện một cái luồng điện sáng vậy nè, giống cây đằng pin vậy nè. À, đó. Vậy hả chị? Chị có thể chia sẻ cho thấy mẹ có giống hình mẹ này không chị? Dạ. Để hồi chị Tuấn Dũng nó gửi cho chị xong chị đưa cho em coi. Mẹ đẹp như thế nào, hồi chị không thể diễn tả được. Để hồi Tuấn Dũng gửi xong rồi chị gửi qua cho chú Phú coi hình của mẹ thật mẫu hiện. Đẹp lắm. Dạ. Đây là người ta đổ bức tượng cho mẹ, còn mẹ hiện là coi như tỏa giống như bông sen mà từ trên xuống dưới mà tỏa mà đúng là mẫu mẹ luôn, đẹp lắm. Dạ. Em thấy mẹ đây cũng rất là đẹp đó. Dạ đúng rồi, mẹ rất đẹp. Đây là mẹ đây rất là tươi nha chị. Dạ. Và chị nhìn thấy hôm nay cũng có nhân viên cũng rất là đặc biệt. Dạ. Trái đất á, hiện giờ mẹ đang đứng trên trái đất mà trái đất đó có nhiều màu này chị. Đó. Dạ. Chị giải ra để em quay nhẹ cho bà. Mà trong đúng rồi, trong kinh chị dịch là mẹ cho biết cái thời điểm mà mẹ hiện thân nha, là qua tháng 5 trở đi là mẹ hiện rất là nhiều. Yeah. Xong rồi mẹ nói là mọi người mà nhìn thấy mẹ hiện thân đó là mẹ nói là các nhà họa sĩ á, hãy lấy nhìn vào đó xong rồi vẽ rồi tạc tượng. Rồi trước khi mà vẽ là vẽ hoa sen trước, xong rồi vẽ mẹ mẫu. Rồi mẹ cho biết nha, rồi đem mẹ Phật mẫu vô trong nhà thờ Thiên Chúa để thờ nha. Đó, sau này là mọi người đạo Thiên Chúa sẽ thờ Phật mẫu luôn. Lạ ha. Dạ. Thờ chỉ một đấng quyền năng Thiên Chúa mẹ Phật mẫu thôi. Bất cứ ai cũng vậy. Đạo nào cũng vậy. Thế bây giờ chị có thể chia sẻ mật bí cho bà con biết đó. Nếu mà kiếp nạn của thế giới thế chiến thứ ba đó chị. Thì muốn mà vượt qua thì phải làm sao chị? Đó, đúng rồi. Mẹ nói là nếu như muốn mà vượt qua là mẹ nói là các ông là coi như là đừng có gây nhau nữa, tình hình là coi như là phải hòa giải, không có xung đột nữa thì nhân loại mới thoát qua được cái đại nạn nha. Chứ còn nếu như mà các nước mà mẹ nó cứ gây nhau hoài vậy là mẹ sẽ gieo dịch tới, dịch triền miên luôn, là khổ lắm. Bão nữa, bão khắp nơi chứ không phải bão giống như bây giờ đâu.
Rồi xong rồi mà cái quan trọng nhất mà không đàm phán được Putin với lại Ukraine mà Tổng thống Trump lần này lên đắc cử là Tổng thống Trump sẽ đứng ra sẽ đàm phán hai nước mà không được đó, thì cái đó rất là cần. Là nếu mà Putin mà ra nhân xuống rồi là coi như cái đại nạn của thế giới là không có thể mà lường được, không gánh nổi. Là coi như tới lúc đó là trời mà không yên bể cũng chẳng lặng. Nó sinh ra cái cuộc mà Di Sơn đảo hải thì quá khủng khiếp. Là coi như là cái thời mà núi Cấm nổ nữa. Nãy cho biết cái thời mà núi Cấm nổ là coi như là ba tiếng sấm nổ. Xong rồi lúc đó là người đê mê bất tỉnh, những ai mà ở gần núi Cấm là đê mê bất tỉnh luôn. Cái nguy hiểm dữ không cho chị Hòa Long nữa. Mà trong núi Cấm có cái mỏ vàng á. Bà cho biết chị. Hồi nãy đại có nghe tỷ nói là ông chị giải bán khoai phải không? Ừ. Ông như là ông chuyển kiếp rồi thành ông Nguyễn Tế Đàm ha. Dạ đúng làm rồi. Làm Vĩnh Hưng ông vậy ông làm Vĩnh Hưng thời buổi như vậy, thời kỳ sau này ông làm gì chị? Sau này ông về núi Cấm á. Ông về núi Cấm đúng ha. Ông về mà sau này ông về núi Cấm. Ông mà không có làm theo cái lời kinh của chị đưa ra là ông cũng không yên thân đâu, bất cứ ông nào cũng vậy. Cũng phải theo quy luật của vũ trụ hết á, cũng theo lời của mẹ mẫu. Tại vì những cái kinh của chị đưa ra là không phải chị viết theo ý chị, nhưng mà đó là những cái lời mà mẹ thiên mẫu đưa xuống để nói cho nhân loại biết á, là phải làm theo, là làm theo cái gì em biết không? Phải mở hội Lâm Hoa. Rồi coi như là các nước phải hòa giải, không có được gây xung đột. Rồi nhân loại mới thoát ra được cái đại nạn. Còn không là sắp tới đây là cái đại nạn của thế giới là coi như là nó tan thương, nó khổ lắm. Chứ không phải như bây giờ đâu. Cái thời điểm mà khổ nhất là không gỡ cái đập tam hiệp là coi như là túi hùi luôn, không có điện, không có nước luôn, không thấy mặt trời luôn, đó là khổ lắm ha. Lúc đó không biết bạn Hùng chắc không có đi đâu được ha. Ồ, vậy ra là sao mà liên lạc với bạn Hùng nữa ta? Lúc đó nhà ai nấy ở thôi. Đâu có đi đâu được đâu, cái thời điểm đó là khắc nghiệt nhất của nhân loại. Mà nó động đất khắp nơi luôn. Thì Chúa Giêsu đã cho biết cách đây là 2000 năm á. Nếu mà cái Chúa Giêsu nói là cái thời điểm mà Chúa sẽ quay trở lại là khi mở ra cuộc phán xét cuối cùng là cuộc quan lâm của Chúa Giêsu á, là trở lại á, thì Chúa cho biết là cái thời điểm đó nó sẽ có một cái đại nạn lớn nhất cho nhân loại chưa từng có trong lịch sử. Mà nếu ngày đó không dừng lại thì không ai sống sót. Thì tất cả nó sẽ ứng nghiệm, nó còn lệ thuộc vào những cái bộ cấp cao đó. Họ sẽ xử lý như thế nào, họ có sống theo với quy luật của tự nhiên hay không. Nếu mà họ thuận theo quy luật của tự nhiên thì thế giới mới bình yên, mới tồn sinh, con người được thoát qua những cái đại nạn, nó không có cái chuyện gì xảy ra, cho biết vậy. Còn sang năm mà dịch tới là mẹ sẽ cảnh báo cho nhân loại biết để mọi người thất tỉnh để lo tu. Chứ còn còn cái chuyện mà của thầy sư Minh Tuệ Phương Hằng mà đang lên sóng mà dậy sóng đó là coi như là mẹ nói là đừng có mà nặng nhẹ với nhau nữa, nói lựa cái lời mà nhẹ nhàng nói cho nhau nghe cho nó dễ, chứ còn cứ gây hoài vậy là ở trên mẹ nói mẹ rất là buồn. Mẹ cho biết vậy đó, mẹ rất là buồn. Mẹ buồn lắm, mẹ buồn bởi vì mẹ bữa nay mẹ khóc nè. Mẹ buồn, mẹ chưa đâu, mẹ nói cái thời điểm mà cái đập tâm hiệp bể là mẹ khóc dữ lắm. Mẹ khóc nhất là cái thời điểm mà cái đập tâm hiệp bể là mẹ nói là mất ngày thiên đổ lệ nè, ngày buồn ngày khóc. Khóc mà coi như là mưa tuôn rồng xối xả, mà coi như là cái lúc đó mà không điện không nước uống, mà người nhiễm bệnh nhiễm dịch á. Mà mẹ lúc cái thời điểm đó là mẹ nổi giận, mẹ cho biết vậy đó. Mẹ nổi giận nhất là cái thời điểm đó, mà nói con người mà không có chịu nghe đó. Tại vì cái sông Trường Giang đó là cái mẹ cho biết là cái tim huyết mạch của mẹ thiên, mà mẹ nói là mẹ sẽ nối con sông đó lại, mẹ nói là mẹ sẽ di dời cái đập tâm hiệp mà mẹ sẽ nối con sông đó lại. Còn giống như cái ruột của mình mà đây mà thắt lại là đâu có thể nào mà được, mà chịu đâu, nó sẽ sinh ra nhiều cái bất thường. Cho nên là cái đập tâm hiệp nó chặn lại, những cái đập bên Lào nó chặn lại, nó làm cho cái khí hậu của Việt Nam mình nó trở lên nó nóng hơn mọi khi. Việt Nam mình bị mất nước nè. Cho nên là miền Tây vừa rồi coi như là người ta phải bỏ ra mấy trăm ngàn để mua một khối nước để uống đó. Mất nước đó. Chị làm ơn chia sẻ giùm cho em á. Là trong những kinh dịch như vậy đó,
À, có khi nào chị cảm nhận được chị nhìn trước cái sự việc xảy ra không? Thì mình biết trước đó, bây giờ coi như là biết trước là đúng mùa hạ đập tâm huyệt cũng bể đó. Mà biết trước luôn là mẹ cho biết là đúng cái tiếng mà chuông chùa nó cất lên, nó ngân lên là đập tâm huyệt sẽ bể. Có cái gì, lần nào mà chị dịch kinh mà đã xảy ra chưa? Chị có thể kể cho bà con được biết trước. Tại vì chị mới ra đây, chị mới ra kinh đây cho nên là những chuyện mà nó ứng nghiệm thì chưa có. Tại vì chị mới ra kinh đây mấy tháng này thôi. À. Thì sắp tới đây mình chờ tổng thống Trump mà đắc cử thì coi như lời nói của chị thì nó ứng nghiệm đó. Ứng nghiệm ha. Ừ. Thì mình chờ chắc mấy ngày nữa là bầu cử tới rồi đó. Vậy là chị chưa có kề cũng như là chưa có để ý những cái lần mà mình dịch kinh nó có đúng theo cơ pháp và nó đúng là vậy nè, nó đúng là trong kinh là giống như chị gặp chị Thảo là trong kinh là mẹ sắp đặt sẵn vậy là nó ứng nghiệm y vậy, chị gặp chị đó xong rồi chị dịch kinh là coi như là có y vậy luôn. Có y là y vụ nào chị có thể chia sẻ kể cho bà con nghe không chị? Có thể lấy mình lấy kinh ra mình đọc á thì mới hiểu được á, chứ bây giờ nói thì nó không có đầy đủ ý nghĩa. Cũng như là ý của em á là giống như là chị thấy đi, ngày mai có bão đó, hay là ngày mốt có dịch, hay là năm tới có dịch bệnh nhiều đó, thì khi ấy đó chị có cái lần nào mà chị nhớ ra ứng nghiệm mà chị thực tế luôn chưa? Mẹ cho biết như vậy nè, mẹ cho biết là rằm sang năm là dịch. Mẹ cho biết vậy thôi, chứ còn những cái mà bão mà vừa rồi là trong kinh dịch chị thì chưa có, nhưng mà mẹ chỉ cho biết là rằm tháng năm là dịch. Ơi này ai này đến sang năm về sang đúng ngày rằm là dịch, thì chờ sang năm coi thì nó có nghiệm hay không. Vậy là chị mới cho biết thôi, mới cho biết. Chị mới vừa khai mở đây thôi. Dạ. Cho nên đó là chị chưa có biết được là nó xảy ra như thế nào ha. Với một cái nữa, một cái là mẹ cho chị biết là đúng cái ngày 24 tháng 8 là phải mở cái hội Long Hoa. 24 tháng 8. Năm sau ha. Năm sau, cái thời điểm mà tổng thống cơm bây giờ đắc cử xong rồi á, là mẹ nói là chờ sang năm là lo mở hội Long Hoa. Đó, còn không mở nữa là mẹ cứ giao dịch hoài, nhân loại khổ hoài. Hội Long Hoa thì là hai chủ trì hội Long Hoa hay đứng ra vậy? Trong kinh dịch có cho nói đó, nếu mẹ nói ai mà cái người mà đứng ra mà mở cái hội Long Hoa đó là mẹ cho biết đó là bậc thánh nhân thì mới làm được, bậc thánh nhân mới làm được, là người kỳ tài mới làm được, chứ không phải Phật Di Lặc. Em nghe nói Phật Di Lặc á chị ơi, ở trong kinh chị có cho biết ông Phật Di Lặc á, có trả lời rõ ràng á, ở đây không có nói được. Trong kinh có cho biết Phật Di Lặc vậy đó ha, nói về Phật Di Lặc nhiều lắm. Vậy thì mời chị lấy kinh dịch ra để dịch cho bà con ha. Lấy kinh dịch hả? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Lấy kinh dịch chị. Mà bây giờ không biết cái đoạn nào chứ. Không sao, chị dịch đoạn nào cũng được. Tùy duyên chị đó. Chị hôm nay chị muốn chia sẻ về kinh dịch nào đó cũng được. Này chị quay clip này là clip đặc biệt cho quý vị. Nhiều bài lắm. Hoàng Long Nữ đang lấy bài có cái bài mà nói thế giới nằm đâu mà không giác ngộ này, sóng thần còn núi lửa, là coi như cái thời điểm mà coi như mà thiên thạch mà rơi xuống rồi là cái núi lửa nó hoạt động ngày đêm luôn, là coi như là cái đó kinh khủng lắm á. Mà cái trái đất cái thời điểm đó mẹ cho biết nó trở về cái thời kỳ băng sơ nha, lạnh 0 độ C. Những cái nơi nào mà nó bị bom hạt nhân rơi xuống á. Mình cái bài này là Trái Tim Mùa Đông, giờ không biết đọc cái bài nào. Đọc cái bài về Sư Minh Tuệ cũng được đó. Sư Minh Tuệ đi ha. Rồi, bài về Sư Minh Tuệ đi. Ồ, cái bài về Sư Minh Tuệ hay lắm à. Bài về nãy em nói về Sư Minh Tuệ nè. Sư Minh Tuệ không biết nó nằm ở đâu, nằm bài nào, nói gì. Một người phi thường ơi, là nói về thầy Sư Minh Tuệ đó, mà không biết nó nằm ở cuốn quyển nào. Đây nè, giờ mình sẽ nói cho cái thầy Sư Minh Tuệ là coi như thiên cơ nó ẩn hết trong đây rồi, cho nên thầy mới có thể làm được những cái chuyện mà nó phi thường vậy á. Chứ đâu có ai có thể mà đầu mà đội trời mà chân đạp đất mà đi tới 6 năm trời, không có thể, chị nghĩ không có người thứ hai. Không ai có làm được đâu, tại vì 6 năm trời mà đi chân đất hơn, mà ngủ thì ngủ ngồi không nằm, cho nên là một con người quá phi thường hơn. Cho nên là cái bài này là chị sẽ đọc cho mọi người nghe, là được dịch ở trong cái bài là Chuyện Ba Người ha. Dạ.
Một người đi với một người đó. Ồ, rồi. Một người chuyên dịch ở trong những bài ca ra ha. Dạ, là cho nên biết được cái vận mệnh thế giới ngày giờ sắp xảy ra như thế nào là mình sẽ biết hết. Lạ ta, sao chị có thể chia sẻ tại sao mà trong bài ca mà chị có thể chị dịch ra được kinh là như thế nào chị? Để chị đọc cho bạn nghe là bạn biết hả? Dạ, nam mô A Di Đà Phật, mời chị. Dạ. Một người phi thường ơi, người mà Lê Anh Tú, Lê Anh Tú là cái tên của thầy sư Minh Tuệ ha. Dạ. Đi đâu đi lòng vòng, với đầu không mũ đội, một mình nam ra bắc, người dừng bất cứ đâu, một mình trong đêm tối, người thiền và ngủ luôn. Hay quá ha. Coi như mà dừng bất cứ ở đâu này, một mình trong đêm tối, xong rồi thiền rồi thầy ngủ luôn. Đi vào trong cõi tịnh với ngài Thiên Thánh Độ, là ngài Thiên Thánh Độ là coi như là cái khi mà thầy ngồi thầy thiền định đó, là ngài Thiên Thánh Độ là mẹ độ đó. Dạ. Nụ cười Phật mẫu ban, nụ cười Phật mẫu ban là mẹ ban cho thầy cái niềm vui, cho nên là thầy càng tu thầy thấy thầy càng vui, cho nên thầy tu hoài đó. Bởi vậy thầy chia sẻ với mọi người, thầy nói là người ta làm ra tiền người ta vui, còn thầy càng tu thầy thấy thầy càng vui á. Nó hay vậy đó. Hay quá hay. Nụ cười Phật mẫu ban, cười vui đời an lạc. Hắc hiu có một mình, hiu hắc lúc về đêm, hai tay chấp nguyện cầu, người cầu Phật Thích Ca. Vui buồn trong tâm thức, biết đây là sứ mệnh, là thầy cũng biết đây là cái sứ mệnh của thầy luôn á. Là thầy giỏi vậy đó. Thầy biết là cái sứ mệnh của thầy phải như vậy á. Biết đây là sứ mệnh, bao này người thiền tu, nhiêu là thiên mẹ độ, một người thành chánh quả, người thầy sư Minh Tuệ. Lặng thời có ai hay, là coi như thầy lặng một thời đâu có ai hay đâu. Lẻ loi đời xuôi ngược, buồn vui đi chăn đất, hiu hắt mọi nẻo đường, đứng đau khi dừng lại, nhìn đời trong diễn biến, giữa thời đi khắc thực, đường này người đeo mang, cơn say thời ngộ đạo. Là coi như là thầy rất là say mê cái thời mà ngộ đạo, là thầy sống là say mê hơn. Gió đưa đời xuôi ngược, lặng thời minh tệ nổi, thênh thang khắp mọi miền, nghe rồi long cũng thấy, nghiêng tai ngẫm sự đời, nghiêng thời viết kinh thơ, nặng lòng ta tri cứu, lòng người mang ân điển, mình rồng thiên ban phước, nao núng có ta đây, nao nao thời báo động, ba miền và năm châu, người ơi mau giác ngộ, chẳng lẽ ai mà thiền, biết rồi cầu thiên nhé. Là chẳng lẽ ai mà ngồi thiền thì biết rồi là cầu thiên nhé, là cầu mẹ thiên ha. Làm sao nhớ về trời, sao ngài thiên thánh độ, sao ngài thiên mẫu độ. Khi người tu đắc đạo, không gian ở thiên đàng, có chân trời cho thấy. Thì mẹ cho biết vậy, cái đợt này mà ai mà chịu mà ngồi mà thiền tu là cái không gian ở mà thiên đàng là chiếc này mẹ sẽ cho thấy đó. Mà phải cho thấy, nhưng mà phải cầu mẹ mới được nha. Phải trước khi nhập định á, là nhập thiền á, là phải cầu mẹ. Thì mẹ mới cho thấy, còn không cầu là mẹ không cho thấy đâu. Khi người tu đắc đạo, không gian ở thiên đàng, có chân trời cho thấy. Kẻ nào ở trần gian, thật giả còn chưa tu, lâu dài thiên phân hủy. Đó, mẹ cho biết vậy đó. Không phải là tiền quỷ luôn ha. Còn quỷ luôn. Thì mẹ cho biết vậy đó. Mẹ sẽ cho những cái người mà tu đắc đạo thành Phật rồi sẽ cho thấy cái cảnh mà cuộc tẩy trần sắp tới. Là mẹ sẽ phân hủy nhân loại cái người nào mà không chịu tu á. Đứng đâu mà không hiểu, buồn đau đời khổ lụy, bởi vì người u minh, lòng dòng thiên phủ hết, đã về đến màn ba, trót thương không còn nữa, nặng lời thiên phán xét, thương hoài nói không nghe. Đó, mẹ nói thương hoài nói không nghe đó. Cho nên bây giờ mẹ nói là nặng lòng thiên phán xét đó. Thôi thì thiên thâu lại, ta nói bạn mình nghe, đứng đâu rơi âm phủ, lại làm bóng ma đuôi, nhường đường ta đi tới, đường này ai lắng nghe. Em đây báo cáo rồi, qua đâu vào tháng 8, người ơi ngày 24, sau trước mở hội hè, vui buồn hội long hoa, với người theo mệnh lệnh, một đời vịnh tiếng thơm,
Người ơi đừng quên nhé. Biết đây Long mới nói, chân ta trở lại rồi. Một lời không thất hứa. Người thầy Chúa Kitô đang trong thời nhắc nhở, cười đi rồi sẽ khóc. Mà này dịch bùng phát, đau thương lắm đoạn này. Dù gì mà đi nữa, sao thổ cũng báo rồi. Cũng vì ai bác bỏ, mối này thiên không cứu. Duyên người thôi nhiễm bệnh, đầu rồng thiên hắt bỏ. Dù gì là thanh tẩy, sao thổ nói cho hay. Em anh nhiễm bệnh rồi, cũng vì người cải thiên. Qua sao kiếp nặng này, cầu trời mà không chịu. Là ai mang bệnh lạ, xong đời thôi phải chết. Đó mẹ nói gì đó. Có người nào mà không có cầu mẹ thiên trong đợt này là mẹ nó phải chết. Mẹ hắt bỏ hết, mẹ không có giữ lại. Ai cũng chỉ có cầu cầu mẹ thiên nhiên thôi, mẹ mới giữ lại. Bây giờ Long cho biết, chờ giờ nào thiên sàng sảy. Chẳng lẽ vào tháng 5, biết đây nhờ thiên mẫu, bác biết đây nhờ thiên báo là vào tháng 5 á. Mà chưa báo năm nhưng mà bài kia báo là qua sang năm á. Làm sao mà Long hiểu, sao thổ nhờ trời cao. Lẽ nào người không tin, nào khi mà dịch đến, gặp ngài thiên thánh mẫu, lại về ngự càn khôn. Lẽ phải từ hướng đông, nào đây thời thiên đến. Làm sao lúc gặp ngài, ngơ thời lo cầu nguyện. Nhà ai mà như thế, em anh con Phật trời, một đời thiên nuôi dưỡng. Bức hình thiên mẫu đến, tường tặng mới là đây, thưa bạn bè mười phương. Chiều người coi họa lại, nay mai mang thờ phượng. Nhớ đây là thiên định, quá tuyệt vời người ơi. Thẳng thờ đừng quên nhé, thờ ngài thiên Phật mẫu. Bước ngoặt thế giới vui, qua mau cuộc tẩy trần. Để thờ ngài mẹ thiên, nghe này các nước ơi. Được đặt trong nhà chùa, tiếng vang thời thiên báo. Em anh ai thờ phụng, cười vui Phật mẫu độ. Để cách thờ ngài thiên, nghe này linh mục ơi. Tôi cho bạn mình hay, rót mang đến nhà thờ. Một hình mẹ thiên nhiên, bởi ngài thiên ngữ đó. Thở thời ai từng nói, buồn vui ngài thượng đế. Một đấng tạo muôn loài, người mẹ thiên liên nhất. Đi đâu đừng quên lối, với các vị linh mục. Một lòng lo tôn kính, người mẹ của chúng sinh. Một đôi lời muốn nói, người mẹ thiên chúa ơi. Đi đâu Long nhớ mãi, với thời con gặp mẹ. Nụ hoa tàn héo rũ, cười buồn rơi nước mắt. Cười mừng rơi nước mắt. Hắc hiu có một mình, hiu thời con thấy mẹ. 2 năm hơn qua rồi, người mẹ của con ơi. Vui buồn con ghi nhớ, biết mẹ hiểu lòng con. Bao này con lộ hết, nhiêu thôi mãn nguyện rồi. Một thời Long giảng đạo, người ta còn nhắc mãi. Lặng thời Giê-xu đến, lẽ nào người không hay. Buồn vui đây ai nhớ, hiu hắt người thời nay. Đứng đâu cho thông suốt, nhìn lời Giê-xu nói. Giữa thời ta trở lại, đường này người chối ta. Cơn mê người chưa tỉnh, gió trời hay đổi hướng. Lặng thời người nhận ra, thênh thang ai chào đón. Nghe này các bạn ơi, nghiêng thời Long biết rõ. Nghiêng mình ta viết kinh, nặng tình yêu. Nặng tình yêu non nước, lòng ta đây đảm nhiệm. Mình rồng thiên giao phó, nao núng thời của ta. Nào thời ta phải đến, 3 ngày thiên định rồi. Người nào khước từ con, chẳng đặng rồi cũng xong. Biết đây thiên nhắn gửi, làm sao người hiểu con. Sao ngày thiên biến chuyển, khi dịch mà càng quét. Không gian người tỉnh ngộ, có muốn tồn sinh lại,
kẻ nào theo ý thiên, thật giả ai trà trộn, lâu dài thiên gọi rửa, đứng đâu không thánh thiện, buồn vui thiên tẩy hết. Thì mẹ cho biết vậy đó, đứng đâu mà coi chiến này mà không lo, không có thánh thiện nữa là mẹ tẩy hết luôn á, là rớt xuống sàn á, là nhiễm bệnh, là chết. Buồn vui thiên tẩy hết, bởi vì thời thượng ngôn, lòng người cho thanh khiết, đã đến màn ba rồi, rót vương với đạo màu, nặng lòng thiên thương xót, thương rồi thiên gom lại. Thôi người lên sàn ở, ta kia qua đại dịch, đứng đâu nhớ cội nguồn, lại là con thiên chúa, nhường đường chúng sinh đi, đường đi không nhiễm trượt, em anh hiểu đạo tràng, qua mau thời tận diệt. Người Long đây nói rõ, sau trước nhớ về trời, vui lòng thiên kết nối, với tình yêu cao cả, một đời mẹ đồ cho, người thầy Minh Tuệ ơi. Bây giờ nói về thầy sư Minh Tuệ ha. Dạ. Biết thầy tu thành Phật, chân con nhắn đến ngài, một đôi lời chia sẻ, người coi lo cầu nguyện, trong thời thiên độ thế, cười vui ngài che chở, mà thầy mới tồn sinh. Ghê không? Thầy phải tiếp tục mà cầu mẹ, rồi mẹ mới tiếp tục che chở, thầy mới tồn sinh. Biết đây, biết thầy tu thành Phật, chân con nhắn đến ngài, một đôi lời chia sẻ, người coi lo cầu trời, đang thời thiên độ thế, cười vui ngài che chở, mà thầy mới tồn sinh. Đau buồn không đeo bám, dù gì thiên cơ lộ, sao thổ tôn kính thầy, cũng sư Minh Tuệ đó. Mối duyên trời thiên định, duyên người mới đi tu, đầu tiên vào chùa ở, dù gì không ở được, sao thổ nói thầy nghe, em anh ở thời này, cũng vì do nghiệp lực, qua được giai đoạn này, cầu thiên thì mới được, là ai mà tín ngưỡng, xong qua hội Long Đình, bay vào hội Long Vân, giờ thiên đến sảy sàng, chẳng lẽ ngài thâu tóm, biết không người tu niệm, làm sao mà bạn hiểu, sao thổ nói cho nghe, lẽ phải là ở đây, nào ai ở trên sàn, gặp thời phong thủy nở, lại con của nhà trời, lẽ phải ngài độ cho, nào ai phát lộc tài, những người có tu là mẹ độ cho đó, làm ăn thời phát đạt, ngơ ngác trốn quan trường, nhà đầy đủ tiện nghi, em anh đời hưng thịnh, một đôi lời nhắc nhở, bức hình thiên ai vẽ, tường tận nhớ ghi tâm, thưa người họa sĩ ơi, chiều dài dòng lịch sử, nay ta lộ cũng nhiều, nhớ nghe lời Long dặn, quá trình khi hội họa, thẳng thờ coi thận trọng, thờ vẽ hoa sen trước, bước ngoặt mới tiếp theo, qua tay người họa sĩ, để đâu ra tâm Phật, nghe này người vẽ tranh, được mẹ thiên phủ độ, tiếng vang tận muôn đời, em anh người cung kính, cười vui trâm đắc cử, để rồi cha lãnh đạo, nghe ta hết chiến tranh, tôi nói người không cãi, rót đâu nghe trâm nói, một đời trong hưng thịnh, hơi thở ngài thiên ban, thở sao đừng chống chỉ, buồn đau không diễn biến, để nhân loại thái bình, nghe này Ukraine, được thời Nga rút quân, tiếng vang trâm kêu gọi. Em anh ra đàm phán, cười vui hai nước hiệp, để người dân yên ổn, nghe hạt nhân đừng rải, tôi nói ai cũng mừng, rớt thời thiên thạch vỡ, một rơi xuống đại dương, hơi thở người bình yên, thở sao nghe Long nói, buồn đau mà không đến, để nhìn mưa bão tuyết, nghe này lính quân Nga, một hai thôi ngừng chiến, tiếng vang người ủng hộ, em anh mau về nước, cười vui người đón nhận, để rồi gặp người thân, nghe đây cuộc chiến tàn, tôi nói ông tổng thống Lincoln á, rót thời không nối Nga, một thời hạt nhân rơi, hơi thở ông ngừng đập, thở thời còn cho bụi, buồn đau cho thế giới. Đó, nó vậy đó.
Nếu như mà ông Urina mà cương quyết mà không bắt tay với Putin, nó thế nào cũng không đón hạt nhân. Dạ. Yeah. Ừ. Là coi như là cái đại nạn mà đến thế giới là coi như là buồn đau cho thế giới đó. Là cái chương trình, cái bài này nó kết thúc ở đây thôi. Rồi. Là mình xin chào các bạn, bà con trong nước và ngoài nước xem chương trình ủng hộ cho Long Nữ rất là nhiều ha. Dạ. Rất là vui khi gặp lại khán giả. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Và Long Nữ nha. Dạ. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật.